Toyota Prado luôn là một mẫu xe lý tưởng dành cho những anh chị nào đang tìm kiếm một chiếc SUV với sự bền bỉ qua năm tháng, giữ giá kèm với khả năng off-road rất là ấn tượng. Hôm nay thì Duy Khánh xin được giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một chiếc Toyota Prado mới cập bến tại showroom Hà Nội K. Chiếc bên cạnh em đây là một chiếc phiên bản VX được sản xuất vào năm 2021. Xe được trang bị màu ngoại thất là màu trắng đi kèm với nội thất màu kem. Xe vẫn sử dụng khối động cơ 2.7 hút khí tự nhiên đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Ở phần đầu xe của Toyota Prado chúng ta có những cái đường nét rất là mạnh mẽ, hầm hố từ nắp capo, những cái đường gân dập nổi nắp capo cho đến mặt ca lăng với những cái thanh nan được đặt dọc to bản cùng với một logo cũng rất là to. Ở đây chúng ta có một cụm đèn với cái cấu trúc đèn bi đi kèm với bóng xi nhan halogen, cũng tích hợp đầy đủ các chức năng là rửa đèn pha ở đây. Phần thân xe chúng ta cũng có những cái thiết kế tuy đơn giản nhưng không mất đi cái sự hầm hố mạnh mẽ của chiếc xe. Nhà sản xuất đã trang bị luôn một chiếc bệ bước chân cỡ lớn ở phía dưới này. Đó, rất là chắc chắn. Và phần cửa chúng ta có tay nắm cửa đi kèm với cả một cái ổ khóa cơ, cắm chìa khóa cơ. Ở phần gương đây cũng được tích hợp đầy đủ các chức năng gập chỉnh điện và một đèn xi nhan báo rẽ ở đây. Đi kèm với Toyota Prado là bộ mâm 18 inch đa chấu được sơn màu chrome, rất là đẹp, rất là khỏe. Và đây là phần đuôi xe của chiếc Prado 2021 này. Đuôi xe được thiết kế rất là vuông vắn, phù hợp với một chiếc SUV. Và cái cụm đèn thiết kế mới cũng rất là ấn tượng. Đây là cụm đèn thiết kế mới đây. Phía sau này cũng được trang bị đầy đủ các cái cảm biến và một chiếc lốp dự phòng nằm ở phía dưới gầm xe. Cốp xe của Prado thì dạng mở ngang nhé anh chị nhé. Đây. Nếu mà gập hàng ghế thứ ba xuống thì chúng ta có một khoang để hành lý rất là rộng. Đây quý chị có thể thấy qua video. Vừa cao này mà vừa chiều dài của nó cũng rất là thoải mái. Ở phía bên cạnh đây chúng ta có hai cái phím dùng để mở và gập hàng ghế thứ ba bằng điện. Rất là tiện lợi, anh chị có thể mở cốp và mở nó lên ở đây. Nhắc đến Prado người ta vẫn thường nhắc đến cụm từ nồi đồng cố đá. Cho nên là những cái thiết kế của xe vẫn mang cái sự giản dị, cổ điển. Tuy giản dị nhưng Prado vẫn được trang bị đầy đủ các cái chức năng và tiện nghi cần thiết cho một chiếc SUV. Ở đây là một chiếc màn hình cảm ứng cỡ lớn, tích hợp đầy đủ các cái chức năng kết nối điện thoại Bluetooth. Và phía dưới chúng ta có cái phím điều khiển hệ thống điều hòa độc lập. Phía dưới này là cũng là một cái ngăn nhỏ để có thể quý anh chị và các bạn có thể để điện thoại ở đây. Phía dưới này chúng ta có các cái chế độ tùy chọn gài cầu. Và phía cụm cần số này, ở đây là hai vị trí để cốc nhé. Phía dưới này chúng ta cũng có cái hệ thống sấy, sưởi và làm mát cho hàng ghế trước. Phanh tay dạng cơ. Và ở phía dưới bệ tì tay chúng ta có một chiếc hộp lạnh rất là tiện lợi cho quý anh chị và các bạn khi di chuyển trên những quãng đường xa, có thể để cái chai nước vào đây để làm mát. Và với một chiếc xe đã lăn bánh được loanh quanh 3 vạn km rồi thì em Khánh xin phép đánh giá về độ mới của chiếc Prado này phải được 9 trên 10 điểm. Quý anh chị có thể thấy trên màn ảnh đây những cái chất da ghế nhá. Đây tất cả là ghế nguyên bản hết, từ trần ghế, các cái chi tiết nhựa ở trên táp lô này. Đó, các cái chi tiết mạ chrome. Đấy, ghế vẫn còn căng mịn nhá, chưa một vết nhăn luôn. Anh chị thấy đây, ở trên vai, từ vai ghế cho đến cái phần đệm ngồi phía dưới này, đỡ bắp đùi này, cho đến những cái chi tiết ốp gỗ ở trên táp lô. Đấy, gỗ này, phần trên táp lô này. Các chi tiết từ cần số, phanh tay và thậm chí là vô lăng cũng chưa có những cái vết dấu hiệu của việc sử dụng quá là nhiều. Hàng ghế sau là một không gian vô cùng rộng rãi, chúng ta có một bảng điều khiển hệ thống điều hòa độc lập cho hàng ghế sau. Và chất da, các cái chất liệu da vẫn còn rất là mới. Đây, anh chị nhìn nhá, vẫn còn căng mọng luôn. Cái này em cảm nhận nó như là xe mới ấy. Cái này là nguyên bản nhá. Anh chị nào mà phát hiện ra da ghế đã thay, đã bọc lại rồi thì em xin được tặng cả xe luôn. Tất cả những cái da ghế ở trên xe này vẫn còn nguyên bản. Và đây, cái độ mới của nó thì vẫn rất là căng mọng. Và từ những cái vai ghế này vẫn còn nguyên, chưa một vết nhăn nào. Cho đến những cái đệm ở phía dưới này, quý chị nhìn trực tiếp qua video nhé.
rất là mới. Có những cái lỗ thông gió hơi thông hơi này, rất là thoáng mát, thoải mái, kể cả anh chị có ngồi lâu đi cũng rất là thoáng. Nếu mà không sử dụng hàng ghế thứ ba thì chúng ta có một cái phần tựa lưng với cái độ ngả rất là thoải mái. Đây, em Khánh sẽ ngả xuống cho anh chị xem. Đây, có thể nghỉ ngơi, quý anh chị có thể ngồi ở đây và thoải mái tựa vào cái ghế này và thả mình vào giấc ngủ trên những cái quãng đường di chuyển dài, rất là thoải mái luôn. Và vị trí trung tâm chúng ta có một bệ thủy tay với hai vị trí để cốc uống nước cho hai người ngồi, rất là tiện lợi. Và 2 tỷ 690 triệu là con số để quý anh chị và các bạn có thể sở hữu chiếc Toyota Prado siêu lướt cực mới này tại Hà Nội K. Một chiếc xe 2021 được bảo hành, bảo dưỡng đều đặn tại chính hãng và đầy đủ các cái lịch sử, nguồn gốc xuất xứ. Với tất cả những chiếc xe bán ra thì chúng em luôn cam kết chất lượng đầy đủ bằng văn bản. Quý anh chị và các bạn cũng luôn được hỗ trợ các thủ tục như sang tên đổi chủ cũng như là vận chuyển trên toàn quốc. Nếu mọi người quan tâm đến chiếc xe này có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ Hà Nội K qua số hotline trên màn hình hoặc qua showroom tại 99 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.